hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cách thu hoạch nấm. Thì đây là một cái bịch phôi đang ra nấm. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách đơn giản mà bên mình hay áp dụng. Thì khi mình áp dụng thì thấy nó cũng có cái hiệu quả của nó. Thì bạn nào mà cảm thấy mà cái quy trình của mình nó hay thì các bạn áp dụng thử vào trong cái cách thu hoạch của mình. Thứ nhất là mình sẽ dựa vào về cái giai đoạn mà sinh trưởng của cây nấm để mình thu hoạch như thế nào để cho khi mà người sử dụng người ta sẽ ăn được một cây nấm mà nó ở một cái giai đoạn mà sinh trưởng của cây nấm mà nó hoàn thiện về chất xơ và những cái chất dinh dưỡng trong cây nấm và nó đạt được cái độ tuổi mà để mình thu hoạch được tốt nhất mà khi mình sử dụng một cây nấm nó ngon nhất. Thì thường thì chúng ta sẽ có những cái dụng cụ để mà thu hoạch nấm và con dao, và cái dụng cụ thứ hai là cái con dao bào để mình gọt chân nấm. Thì ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn theo cái phương pháp của bên mình áp dụng trong quá trình thu hoạch nấm. Thì trong quá trình thu hoạch nấm thì chúng ta đơn giản nhất ta sẽ dùng cái móng tay để làm cái cỡ. Thì thường thì cây nấm thì tính từ cái mặt đất là phủ cái lớp đất lên đó để mình trồng nấm mối đen, thường mình sẽ phủ một lớp đất lên. Thì ta sẽ tính từ cái mặt đất chứ không tính từ cái rễ của cái nấm này. Ta tính từ cái mặt đất. Thì cái khi ta ốm vào trên cái mặt đất canh cái thân nấm ốm vào thì ta sẽ chọn cái cỡ của nó là từ cái size của nó là từ hai nắm tay trỏ. Cái nắm tay của mình cũng là mỗi nắm tay là khoảng tầm 2 cm, hai nắm tay là khoảng 4 cm độ ha. Thì cái đường cái tay ngón ngón tay của người bạn chúng ta nó ngắn quá thì mình sẽ canh cho nó khoảng tầm 4 cm. Thì 4 cm thì ở đây là như thế nào? 4 cm là tính từ mặt đất, tính từ bề mặt đất à, không tính từ cái rễ nha. Từ mặt đất thì khi đó chúng ta chọn cái cây nấm nào mà nó cao hơn hai lóng tay của mình, hai cái lóng tay chỏ này và nó cao hơn 4 cm là bắt đầu thu hoạch. Bất kể cây đó cây to, cây bé, cây lớn, cây nhỏ gì cũng vậy hết, nó cao hơn 4 cm, cao hơn hai lóng tay của mình, tính từ mặt đất lên thì mình sẽ thu hoạch. Còn nếu dưới thì chúng ta có thể canh thêm. Còn nếu mà nó đã cao hơn rồi chúng ta khó mà canh được. Cũng có người ta vẫn canh được nha các bạn, nhưng mà người ta rất là chẳng hạn như là người ta cứ đi ra đi vào liên tục thì người ta vẫn canh được, nhưng mà nó về mặt rủi ro rất là cao và chúng ta hạn chế là để nó quá cao hơn hai lóng tay. Vì sau đó nó phát triển rất là nhanh, khi cái nấm nó phát triển rất nhanh thì cái phần bung dù nó sẽ cao hơn, nó tỷ lệ bung dù nó sẽ cao hơn, chúng ta không chọn như thế nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ thu hoạch nấm như thế này. Thì có thể những cây nấm mà cái rễ dài như thế này đó, nấm dài sâu như thế này thì chúng ta không có cách nào là cầm cái thân nấm mà ta lắc được. Ta sẽ moi lớp đất ra, và ta sẽ nhổ nấm ở phía dưới ta, và nấm ở phía dưới này ta kẹp ta lắc, ta lai ở phía dưới ta lai nó thì nó ra cái nấm, nó gãy cho nó. Còn nếu mà cái nấm là cái rễ nó ngắn đó, nó có những loại cái nấm rễ ngắn, rễ nó hơi ngắn thì mình có thể nằm nấm ở phần thân ở phía trên gần sát gốc. Và rồi đây chẳng hạn như cái bịch này bây giờ đó, thì mình muốn thu hoạch nó thì do cái chân nó dài ta phải dùng một cái dụng cụ, một dao bươi, một lớp đất, mình sẽ trào lớp đất đó, lên ra, dập lớp đất ra, lật ra xong rồi bắt đầu và nhỏ lên nha. Lai nó thì là ta nhỏ lên thì như lên thế này, cái nấm này thì lúc
phải mình nhổ, trong lúc mình nhổ thì cái máy quay phim của mình nó hết dung lượng nên mình đã nhổ và thu hoạch rồi. Thì khi chúng ta nhổ lên, chúng ta sẽ lấy dao và ta bươi đất ra, và ta lai, ta lắc lắc cho là nhổ lên. Nhổ lên thì khi nhổ lên đó, chúng ta những cái cây nấm nó dính với nhau, chúng ta tách nó ra từ cây, tách ra từ cây một. Thì khi tách nó ra xong á, ta dùng con dao bào ta cạo cái lớp đất đen đi, rồi ta gọt cái chân, ta bào những cái chân nó đi nhé. Dùng dao bào bào nhé, dùng dao bào bào thì nó mới hiệu quả, thứ nhất là nó mới sạch và nó sâu được trong trong, chứ đừng có cạo, hạn chế đến dao cạo 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 với nhiều bạn cứ cạo như thế này nè. Thì cái chân thứ nhất là khi mình cạo thì đúng ra mình có tiết kiệm được một chút xíu được vấn đề là nó đỡ thất thoát được cái nấm. Nhưng mà khi ta cạo á, cạo kiểu mà cạo mà cạo cạo thì nhìn cái chân nấm nó mau cũ không? Khi mình gọt bằng dao bào, thì chân nấm nó sẽ lâu cũ, nó loại bỏ được cái lớp đất dơ này. Nếu có loại bỏ lớp đất dơ, thứ hai là nó cạo qua được cái lớp mà sơ mà già không dùng được á. Khi nhìn vào cái nấm, cái nhìn vào chân nấm nó rất là đẹp. Và cái người mà tâm thu mua, ta nhìn vào cái người dùng, mình nhìn nó rất là bắt mắt, ra mình bán có giá trị hơn. Mình cứ gì được cái lợi ích nhỏ mà mình bỏ thì nhiều thứ khác là lớn, nó quan trọng khách hàng. Thứ hai là cái phần đó mình cũng không dùng được, thì đồng nghĩa là khách hàng nó cũng không dùng được, khi về người ta phải bỏ công người ta làm lại nữa. Thì khi thu hoạch nấm thì có những cái lưu ý như thế này. Khi chúng ta nhổ nấm ra đó, thì khi nhổ ra thì ta nhổ số lượng nhiều trong một trại thì không cách nào mà khi vừa nhổ mà vừa cạo thì được. Thì khi nhổ thì ta bắt đầu ta nhổ qua một lần. Thì khi mình nhổ hết bên này đến bên khác đó, thì mình để mình phải sắp nấm vào trong cái khay, là cái rổ, là cái bất kể cái gì đó mà bạn dùng để đựng nấm. Nhưng mà trong quá trình đựng nấm thì mình thu hoạch nấm, mình bắt đầu mình đựng bỏ vào trong khay, thì lưu ý giúp mình cái vấn đề ở đây. Thứ nhất là khi mình đặt cái nấm vào cái rổ thì đầu nấm và chân nấm, để như mình đầu nấm thì theo đầu nấm để có thứ tự, thì mình sắp một lớp lên, hết lớp này tới lớp khác, đầu theo đầu, đuôi theo đuôi, không có để mà đầu với đuôi dính với nhau. Làm như vậy hoặc là nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề là cái chân nấm sẽ dơ, nó dính cái mũ nấm, nên là mình phải để đầu theo đầu, đuôi theo đuôi, và mình sẽ trở đầu, mình trở là để cho nó đừng để cho đầu với đuôi nó dính với nhau là được. Rồi đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai hay là khi chúng ta thu xong, ta vào ta vệ sinh chân nấm đó, thì phân loại nấm thì mình luôn. Ở đây chúng ta nên phân loại nấm, cái nào loại nhất, loại nhì và loại ba, chúng ta phân loại ra giùm mình luôn. Trong lúc dạo cạo chân nấm xong là chúng ta phân loại luôn, ta có những cái rổ phân loại trực tiếp ở đó luôn. Vì sao? Khi phân loại như vậy thì trong quá trình sau này mình sẽ không tránh cái trường hợp là mình phân loại lặp đi lặp lại nhiều lần quá, cầm cái nấm sóc tới sóc luôn nhiều lần quá, nó ảnh hưởng tới mũ nấm, ảnh hưởng tới nó bị tràn nấm, hơn nấm, tất cả mọi thứ nó rất là khó. Nên là khi mình làm thì mình nên phân loại cho mình luôn. Thì khi phân loại xong thì chúng ta tới bảo quản, cạo chân xong là phân loại xong thì chúng ta bảo quản như thế này. Nó có nhiều cách bảo quản. Cách của mình hay làm đó là mình bỏ vào một cái bọc xốp, một bóng đó, mình gọt kín lại và mình bỏ trong ngăn mát, thì nó có một trường hợp là chúng ta hạn chế cái oxy trong cái túi đó để cho nó không phát triển được cái nấm. Thứ hai là nó không bị tôm nước đó. Còn cách thứ hai là chúng ta bỏ ra một cái rổ thưa thì bỏ cái rổ thưa là bỏ những đỏ nó ngăn mát. Khi nào mình
bán cho khách, rồi mình bỏ vào túi và mình sẽ còn lại mà mình bỏ vào túi và mình chuyển đi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây nó có những cái vấn đề như thế này: nếu mà chúng ta để trong cái bịch bóng là cột lại kín lại thì nó được một cái là nó không mất ký, nhưng mà nó dễ bị tôm nước. Còn chúng ta để trong cái rổ thưa thì nó sẽ mất ký, nó mất ký, nó hao hụt ký nhưng mà nó không tôm nước. Thì nó nếu mình đi liền thì để chống hôm nay mình nhổ sáng mai mình đi thì mình nên bỏ những cái bịch rồi cột lại luôn. Còn nếu mà mình để lâu mình chưa đi để lâu thì mình để trong cái rổ bỏ ngăn mát thì nó an toàn nhất, thì nó không bị tôm nước, cái đó để bảo quản được lâu hơn. Thường nếu mình bảo quản đúng cách thì nó sẽ rơi vào được 7-10 ngày kể từ ngày này ngày mình nhổ nấm đi. Thì cái cây nấm mà nó bút mà, thì bảo quản lâu hơn để nấm nguyên vụ, đó là các bạn lưu ý. Thì khi mà chúng ta vận chuyển đi thì chúng ta có thể bỏ cái thùng xốp, đừng để cho nó đè lên nhau nhiều quá nó bị dập nặng. Nếu mà đi xa thì chúng ta nên bỏ thêm đá khô hoặc là một cái cục nước đá mà ta cột kín lại, đừng để cho nó lấy nước vào cái thân nấm đó. Thì có những cách như vậy. Thì đây là cách thu hoạch nấm của bên công ty mình. Mình cũng hướng dẫn cho những cái vệ tinh của mình và cách thu hoạch của cái nhà trại nấm ở nhà mình. Thì hy vọng là nó sẽ giúp ích được các bạn trong quá trình thu hoạch. Thì nếu bạn nào cảm thấy hay thì đăng ký kênh hoặc subscribe mình cái kênh của mình để sau này mình có những cái clip